Chào tất cả các bạn, mình là nếu các người thành tâm muốn biết thì tôi đây sẵn lòng trả lời. Mình là Hà Sirius. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại chủ đề về phim Bí kíp luyện rồng. Lần trước mình đã làm một video battle giữa Red Death và Beauty and the Beast. Lần này mình không làm battle nữa mà sẽ làm hẳn top 10 con rồng mạnh nhất trong thế giới của bí kíp luyện rồng. Top 10 này được mình chia làm 3 phần để có thể phân tích chi tiết hơn sức mạnh của mỗi con rồng. Video phần 1 sẽ gồm 4 con đầu tiên. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu rồi nào. Vị trí số 10, Snow Wraith, nghĩa là hồn ma tuyết. Ở vị trí này mình đã rất băn khoăn vì có nhiều con rồng có sức tấn công khủng và cũng có những kỹ năng rất đặc biệt như Shadow Wing, Single Tail, Razor Whip, vân vân. Nhưng cuối cùng mình vẫn chọn Snow Wraith vì loài rồng này có môi trường sống rất đặc biệt, môi trường tuyết phủ và bão tuyết. Điều này làm hạn chế sức mạnh của các con rồng khác, khiến Snow Wraith trở nên gần như bất bại trong môi trường của nó. Ngoài ra, răng của Snow Wraith còn là chìa khóa để mở Dragon Eye, một vật phẩm cực kỳ quan trọng trong Dragon Race to the Edge. Snow Wraith thuộc hệ Strike, cùng hệ với Night Fury. Những con rồng của Strike Class được đặc trưng bởi tốc độ nhanh, cú cắn mạnh và trí thông minh cực cao, cũng như hỏa lực mạnh mẽ, độ chính xác cao và khả năng độc đáo cho phép chúng di chuyển trong môi trường tương thích với chúng. Ngoại hình của Snow Wraith khiến mình liên tưởng đến rồng trắng mắt xanh trong phim Yu-Gi-Oh! Cấu trúc cánh đặc biệt giúp Snow Wraith đi lại dễ dàng trên bốn chi. Thông tin kích thước, kích cỡ, trung bình, chiều dài 9,14m, sải cánh 14,63m, cân nặng 408,2kg. Ngoài ra, cặp lông mày bằng vảy rồng to dài cùng với gờ dài ở dưới cằm là đặc điểm giúp nhận dạng Snow Wraith với những con rồng khác. Kỹ năng chính, quan sát rõ con mồi miễn là đối phương có thân nhiệt. Điều này rất hữu dụng trong những trận bão tuyết lớn. Không biết Snow Wraith solo tay đôi với Predator thì ai thắng nhỉ? Nani? Khả năng bắn đạn hơi lạnh. Snow Wraith có cách tấn công cực kỳ đặc biệt. Chúng nén hơi lạnh ở trong miệng thành ánh sáng, rồi bắn ra với tốc độ cao. Khi cú bắn chạm mục tiêu, chúng sẽ phát nổ. Độ chính xác của những phát bắn cao đến mức chúng gần như không bao giờ trượt mục tiêu. Về tốc độ, xét về tốc độ, Snow Wraith là một trong những con rồng nhanh nhất. Một lợi thế khác, trong môi trường bão tuyết thì tốc độ của những con rồng khác sẽ bị giảm đáng kể, nhưng tốc độ của Snow Wraith thì không bị ảnh hưởng gì. Chúng có thể dễ dàng bay qua những cơn bão tuyết mà không bị cản trở. Dùng ẩn thân chi thuật. Khả năng ẩn thân cực kỳ tốt trong môi trường tuyết phủ, giúp chúng quan sát và theo dõi con mồi mà không bị phát hiện. Khi những cơn bão tuyết ập đến, con mồi sẽ không thể nhận ra chúng cho đến khi bị đánh tơi tả. Thính giác và xúc giác cực kỳ nhạy bén, giúp chúng phát hiện ra những thay đổi nhỏ nhất của môi trường từ tuyết rơi đến nhiệt độ dao động của hòn đảo, và chúng tận dụng rất tốt khả năng này trong việc săn mồi. Hầu hết những con rồng thuộc lớp Strike đều rất thông minh. Ngoài ra thì Snow Wraith còn được đánh giá có sức chịu đựng tốt hơn cả Night Fury. Khả năng đào hầm trong băng và tuyết. Chúng có thể xây dựng căn cứ bằng cách đào các đường hầm xuyên qua băng và tuyết. Khả năng di chuyển trong băng của chúng thậm chí có thể so sánh với Whispering Death. Chúng sử dụng khả năng này để đưa kẻ thù vào bẫy hoặc tấn công bất ngờ trong các hang động băng. Về chỉ số sức mạnh, tấn công 18, tốc độ 18, phòng thủ 22, hỏa lực 24, lực hàm 8. Với tất cả những ưu điểm vượt trội trên, khả năng chiến đấu của Snow Wraith là cực kỳ mạnh mẽ. Nó đủ mạnh để hạ gục một con Skrill. Wow. Về nhược điểm, muốn hạ gục được loài này, bạn chỉ cần lôi chúng ra khỏi bão tuyết hoặc tấn công chúng vào một ngày nắng đẹp. Đôi mắt xanh tuy đẹp nhưng lại gần như không thể nhìn được. Còn nếu bạn mắc kẹt với một con Snow Wraith trong một cơn bão tuyết, hãy che giấu thân nhiệt của bản thân bằng cách vùi mình dưới tuyết, nó sẽ không thể phát hiện ra bạn. Vị trí số 9, Flymare, có thể gọi nó là ánh sáng kinh hoàng. Đặc trưng là sắc da xanh neon. Flymare từng là nỗi khiếp sợ của người dân xứ Bớt. Flymare thuộc lớp Strike, tốc độ. Sự nhanh nhẹn cực kỳ ổn định giúp Flymare có thể bắt kịp Night Fury trong cự ly ngắn. Thông tin kích thước, kích cỡ trung bình, chiều dài 9,14m, sải cánh 15,24m, cân nặng 272,2kg. Kỹ năng Thái Dương Hạ Sang.
Sau khi ăn tạo phát sáng, Flymare có thể điều chỉnh lượng ánh sáng cơ thể phát ra để làm lóa mắt đối phương, tạo điều kiện để tấn công hoặc bỏ trốn. Chiêu hơi thở tê liệt. Không bắn ra lửa như những con rồng khác, Flymare bắn ra một màn sương mù có thể làm đối phương bị tê liệt từ đầu tới chân. Về tốc độ, được thừa hưởng tốc độ và sự chính xác của Headstrike, Flymare gần như không có đối thủ khi solo với những con rồng cỡ trung. Đặc biệt Flymare được biết đến là có tốc độ đủ để truy bắt Night Fury. Flymare có thể bay tới chặn đầu Night Fury ngay khi Night Fury có ý định bỏ trốn. Flymare có thể tạo ra tiếng hét giống Screaming Death, tuy uy lực yếu hơn nhưng vẫn có khả năng giảm sức chiến đấu của con mồi. Chỉ số sức mạnh: tấn công 10, tốc độ 8, phòng thủ 4, hỏa lực 7, lực hàm 4. Kết luận: không có khả năng tấn công quá bá đạo, nhưng với những kỹ năng khống chế đặc biệt, rất ít người và rồng dám đối đầu với Flymare hay xâm phạm lãnh thổ của chúng. Tuy nhiên, điểm yếu chết người của Flymare lại đến từ chính sức mạnh của nó. Sở dĩ chúng có khả năng làm chói lóa cũng như làm tê liệt đối thủ là nhờ vào một loại tạo phát sáng. Flymare phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thức ăn đó, khiến đối thủ dễ dàng lợi dụng sơ hở để tấn công. Vị trí số 8, Death Song, dịch ra là bài hát tử thần. Death Song có ngoại hình khá bắt mắt, đôi cánh đẹp tới độ có thể khiến bất kỳ con bướm nào cũng phải ghen tị. Để đứng ở vị trí thứ 8, Death Song có cách săn mồi cực kỳ đặc biệt, sử dụng bài ca tử thần. Death Song dùng âm thanh thôi miên con mồi đến vị trí mai phục sẵn. Bài ca tử thần có phạm vi hoạt động đến 1 dặm. Bắn dung dịch hổ phách. Death Song bắn vào con mồi dung dịch hổ phách. Nạn nhân sau khi dính đòn sẽ bị nhốt lại trong kén hổ phách mà chỉ có lửa mới phá được. Chỉ số sức mạnh: tấn công 16, tốc độ 17, phòng thủ 16, hỏa lực 13, lực hàm 10. Lực hàm của chúng là rất ổn. Nó có thể sơi hết một con Kronko trong vòng vài phút. Hai skill bá đạo của Death Song khiến rất ít loài rồng có thể trở thành đối thủ của chúng. Hầu hết những con rồng bén mảng đến lãnh thổ của Death Song sẽ bị biến thành những bữa ăn mà thôi. Thêm một chi tiết thú vị nữa là Death Song không sợ lương như những loài rồng khác. Death Song không có điểm yếu. Vấn đề duy nhất của chúng là bài ca tử thần không ảnh hưởng tới những con Thunderdrum. 7. Screaming Death, dịch ra là tiếng thét tử thần. Screaming Death là trẻ trâu chính hiệu trong thế giới loài rồng. Một con Screaming Death chỉ sinh ra một lần sau 100 năm. Screaming Death kế thừa tất cả những điểm mạnh của Whispering Death và có rất ít điểm yếu. Screaming Death thuộc lớp Boulder. Rồng thuộc lớp Boulder có sự liên quan tới đất đá nên khả năng phòng thủ rất cao. Chúng ăn đất đá và ít ăn thịt như các loài rồng khác. Lớp Boulder thường có đôi cánh nhỏ nhưng tốc độ không thua kém bất kỳ lớp rồng nào. Screaming Death thường có màu trắng, đầu tròn, cánh nhỏ, đuôi dài và xoắn lại như mũi khoan khi bay. Cấu tạo khí động lực phù hợp khiến chúng có thể đạt được vận tốc cực nhanh mặc dù có đôi cánh nhỏ. Khắp cơ thể của Screaming Death được bọc bởi gai và vảy khiến nó miễn nhiễm với những phát bắn của Night Fury và gai của Deadly Nadir. Thông số kích thước, kích cỡ, loại lớn, chiều dài 15,24m, dài cánh 3,05m, cân nặng 1.134kg. Chỉ số sức mạnh: tấn công 16, tốc độ 8, phòng thủ 20, hỏa lực 10, lực hàm 11. Các kỹ năng: tiếng thét tử thần. Tiếng thét của Screaming Death làm đối phương mất định hướng, gây điếc tạm thời với những người phải nghe nó quá lâu. Bắn đại bác liên thanh. Screaming Death nén lửa lại trong miệng và bắn ra từng viên như những khẩu đại bác. Tốc độ bắn cực cao và sát thương lớn. Kỹ năng phá làng phá xóm. Khả năng đào hầm giúp nó có thể di chuyển và tấn công đối thủ từ dưới lòng đất và sẽ là cực kỳ sai lầm khi giao chiến với một Screaming Death dưới đường hầm của chúng, vì Screaming Death có thể dễ dàng làm sụp đổ cả một hòn đảo. Đây nhé, vừa gây ồn ào, vừa phá nhà người ta, chẳng phải trẻ trâu thì còn là gì nữa. Trí thông minh cũng là một ưu điểm của Screaming Death. Biểu hiện ở chỗ nó có thể thích nghi được với chiến thuật của Thutlis và Hiccup trong lần thứ hai đối mặt. Sử dụng Haki Bá Vương cấp độ 1. Screaming Death cũng thuộc chủng Alpha Dragon. Rồng thuộc chủng này có thể điều khiển, khống chế hoặc sai bảo những con rồng khác. Hầu hết là cùng loài với chúng. Screaming Death có thể điều khiển những con rồng khác ở mức độ nhất định, nhưng không mạnh mẽ bằng sự điều khiển của Bewilderbeast. Kết luận,
Đây là một con rồng có kích thước khổng lồ cùng với sức mạnh đáng kinh ngạc. Bên cạnh đó là sức phòng thủ sẵn có của rồng hệ Boulder, biến Screaming Death trở thành một trong ba đối thủ đáng gờm của răng sún và nấc cụt, có thể tấn công trực tiếp vào cuộc sống của người dân xứ Berk. Hai khứ còn lại là Red Death và Bewilderbeast. Điểm yếu của Screaming Death cũng giống như những con rồng lớn mà có tốc độ cao khác, khả năng điều hướng của chúng rất kém. Minh chứng cho điều này là Screaming Death bị Toothless và Hiccup dụ đâm đầu xuống đất khá là đau. Ngoài ra cánh của Screaming Death hơi bị yếu nên có thể trở thành mục tiêu bị tấn công dễ dàng. Ok, như vậy là phần 1 của chủ đề Top 10 con rồng mạnh nhất trong bí kíp luyện rồng đã hết. Vẫn còn 2 video nữa về chủ đề này. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.